Vương Nhất Bác gần đây đã xuất hiện trong một công viên để quay quảng cáo. Những hình ảnh của anh chàng đã được thợ săn ảnh quay được. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt, mang tới thần thái cực kỳ mới mẻ trẻ trung. Sau khi hoàn thành công việc một cách hiệu quả, anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, năng động. Khi tan làm, anh vừa đi ra xe ô tô vừa nói chuyện điện thoại. Ngay cả thợ săn ảnh cũng ngạc nhiên khi bất cứ lần nào họ quay được thì anh ấy cũng đang làm việc. Vương Nhất Bác quả là có rất nhiều năng lượng tích cực. Từ người hâm mộ tới giới truyền thông và công chúng, tất cả đều ngỡ ngàng về năng lượng của anh ấy. Vương Nhất Bác làm việc không ngừng nghỉ và anh ấy luôn khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Vương Nhất Bác là biểu tượng cho sự tích cực, tiêu biểu nhất của giới trẻ. Anh ấy truyền cảm hứng và mang tới những nguồn năng lượng tốt đẹp. Sự tỏa sáng đặc biệt của Vương Nhất Bác khiến anh ấy nhận được rất nhiều tài nguyên. Ngày 14 tháng 9, thông báo chính thức của Jimmy Choo với người phát ngôn toàn cầu Vương Nhất Bác sẽ tới. Vương Nhất Bác sẽ có thêm một hợp đồng chứng thực mới. Ngay cả khi chưa có thêm sự hợp tác này, thì anh chàng vẫn dẫn đầu ngành giải trí với tổng số chứng thực cao nhất. Ngoài ra vào tháng 11, Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện trên tạp chí Marie Claire, trang bìa do thương hiệu Jimmy Choo đẩy. Vương Nhất Bác thực sự rất bận rộn trong thời gian này.